Xin chào quý vị và quý thính giả thân mến, gần xa, trong nước và ngoài nước. Hôm nay tôi có cơ hội và mong quý vị đón xem thông tin của tôi là mới nhất. Tôi kể lại bản thân của tôi từ ngày tôi sinh ra và đến bây giờ. Tôi xin giới thiệu họ tên đầy đủ. Tên tôi là Bà Hùng. Tên thường gọi là bà Her, sinh năm ngày 25 tháng 3 năm 1975, trình độ học vấn lớp 7, nghề nghiệp làm nông. Sơ lược bản thân, tôi tin Chúa vào ngày 24 tháng 12 năm 1984 và làm phép báp têm năm 1991. Hầu việc Chúa năm 2000. Chức vụ truyền đạo ngày 14 tháng 1 năm 2001, tôi thành lập Hội Thánh Tin Lành Dega độc lập, tách từ Hội Thánh Tin Lành Việt Nam, Việt Nam. Sau đó, và chính bản thân tôi, trong thời gian từ ngày đẻ của tôi đến năm 2001, tôi cảm thấy lúc đó tôi 25 tuổi, không có được sự tự do bình yên trong nước, bởi vì là trong nước đã viết rằng nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam độc lập tự do hạnh phúc. Cho nên tôi cảm thấy đó là không phải là tự do hạnh phúc thực sự được. Cho nên cuộc sống còn, cho dù chúng tôi không có quyền tự do, nhưng chúng tôi có quyền đòi lại quyền sống và mưu cầu hạnh phúc. Đó là tâm tư nguyện vọng của tôi. Sau đó tôi khăng khăng và làm giấy tờ đòi lại các chính quyền từ địa phương đến xã, rồi lại đến huyện, đến tỉnh, đến trung ương để thành lập cái hội thánh của tôi, để xin phép nhà nước công nhận. Nhưng nhà nước không bao giờ công nhận đạo của tôi là đạo trái phép. Cho nên tôi cảm thấy cái sự bất công và cái sự mà cái đối xử phân biệt chủng tộc. Cho nên vì vậy, hôm nay tôi nói rằng hôm nay lại vào thứ năm ngày 21 tháng 4 năm 2022, cách đây từ năm sinh đẻ của tôi là 47 năm. Mà tôi kể lại những cái mà tôi đấu tranh ôn hòa trong nước để lại cái những hạnh phúc dân làng của tôi như Hồ Chí Minh đã hứa ngày xưa. Đến cái ngày mà tôi tách ra từ Hội Thánh Tin Lành miền Nam Việt Nam, tôi thành lập Hội Thánh Tin Lành Dega. Đó là ngày duy nhất của tôi. Nhưng chính phủ Việt Nam không bao giờ chấp nhận. Đến cái ngày mùng 2 tháng 2 năm 2001, tôi kêu gọi dân làng đi biểu tình. Và biểu tình đòi lại tất cả những gì Bác Hồ đã hứa. Nhưng khăng khăng, trong đó tôi đòi lại cái quyền tự do tư tưởng, tự do nhân quyền, tự do lập hội, tự do phát ngôn và tự do nhân quyền. Nhưng họ không bao giờ cho tôi và dân làng của tôi tin Chúa. Họ báo lại Hồ Chí Minh là vĩ đại, sông mãi trên bờ vực của chúng ta. Cho nên tôi cảm thấy Hồ Chí Minh đó là không bao giờ sự thật. Cho nên Hồ Chí Minh đã hứa cho ông lúc như thế nào tôi biết rõ. Bây giờ tôi kể lại cái anh hùng lúc. Hỡi cố anh hùng lúc đã hồ đồ tin Hồ Chí Minh. Đó, cố chủ tịch Hồ Chí Minh ơi, hứa xuông, bây giờ ông đã nghĩ sao? Người kinh của ông đã đối xử với chúng tôi như thế nào? Đó là ông đã biết rõ nhất. Tôi kể lại những cái lịch sử ngày xưa. Nghìn năm đánh giặc cho Tàu, trăm năm đánh giặc cho Tây. Ai đã cứu các ông? Đó là người của chúng tôi, người Satan, người Bana và tất cả mọi mặt. Cho nên tôi cảm thấy cái chính quyền bây giờ Đảng Cộng sản Việt Nam đã ăn gian cái sắc tộc của tôi,
Người bản xứ của tôi. Ngày xưa nói là chia đều, mà bây giờ không bao giờ có. Ở ông cụ Hồ Chí Minh đã khứa xuông với ông Nader, với ông các bác Lương và ông có Sor Phước, Sor Nham, Vinayakadam, vân vân và các tất cả nhân vật khác, vân vân, bậc thầy tiên bối. Những cái người mà cáo nhân, tức là thầy giỏi, đó là ứng xử tốt, giao tiếp giỏi. Cho nên tôi cảm thấy các ông bây giờ đối xử với chúng tôi như thế nào? Rừng già động vật quý hiếm, các ông đã cướp hết mọi mặt, vàng bạc đá quý. Và những cái rừng già của tôi, động vật của tôi hiến tặng bây giờ, cao nguyên yêu thương của tôi ơi. Cho nên bây giờ tôi cảm thấy Kon Tum chướp lông đông đất. Ôi thương ơi, ôi thương ơi. Mình biết chứ gọi ai bây giờ? Chẳng lẽ là mình gọi Hồ Chí Minh à? Mình phải gọi Chúa đi. Nhưng khăng khăng Đảng Cộng sản Việt Nam không bao giờ tin Chúa. Họ lại hồ đồ nữa. Họ lại vô thần. Nhưng tôi lại thân hữu và tất cả mọi việc. Tôi không phải là người vô thần. Hỡi các chính quyền bây giờ, tất cả mọi mặt, tất cả mọi thứ, nắng nhẹ bé to nhỏ lớn đi chăng nữa, đúng sai phải trái, mà các ông phải so sánh lại những cái thời chiến tranh trước đây, chiến tranh thứ nhất và chiến tranh thứ hai, và hiện tại bây giờ đã xì xào lại tiếp nối chiến tranh thứ ba. Tôi không bao giờ nói là chiến tranh, tôi lại đòi lại các cái gì mà các ông đã ăn gian của tôi. Của ông cụ của tôi là anh hùng núc vì các ông đã hứa, vân vân. Nếu tôi nói với người Buôn Mê Thuột và người Lâm Đồng và người Đắk Nông, tức là Tuy Đức ngày xưa, và người Phú Yên, Krông Hinh ngày xưa, và đến cái Pleiku Kon Tum thân yêu của tôi, đến bây giờ tôi cảm thấy nói rằng những cái gì đúng sai phải trái mà các ông đã biết rõ. Nhất, tôi tin Chúa, nhưng tôi cũng tôn trọng Hồ Chí Minh. Nhưng các ông khăng khăng để tôi tin Hồ Chí Minh và để tôi thơ phượng Hồ Chí Minh là trước, là Chúa của tôi là sau. Tôi không bao giờ chấp nhận cái việc đó. Hỡi các ông chủ tịch nước, hỡi các ông thủ tướng, hỡi các ông mục sư, hỡi các ông tổng bí thư, từ xa xưa đến bây giờ tôi muốn nói rằng tất cả mọi việc tôi giới thiệu tên của tôi. Hiện tại bây giờ các ông đã thừa biết tôi nói rằng phát ngôn trong kê này, chắc các ông cũng đã thừa biết. Tôi biết cái trong nước Việt Nam của mình rất là giỏi. Có Vinasat 1, Vinasat 2 và các ông cũng có đài truyền hình riêng. Từ người Pháp đã xây dựng cho các ông. Mà người Pháp đã bỏ rơi tôi và tất cả mọi nước cũng bỏ rơi tôi và dân của tôi hiện tại bây giờ. Rồi sau đó tôi muốn nói là rằng đến các ông bắt tôi vào năm 2001, các ông đã đối xử với tôi như thế nào? Đó là vào ngày 27 tháng 4 năm 2001. Đến cái ngày 30 tháng 4 năm 2001, ông thiếu tá trưởng phòng an ninh tỉnh Lê Ngọc Tươi nói với tôi, nói tôi rằng Hùng ơi, tại sao anh làm như vậy? Người như anh, người như cậu đang lẽ phải chết đi, kể cả gia đình tôi, và đóng cửa xóa sổ. Ô trời ơi là trời, lời hứa xuông của cụ Hồ Chí Minh, các ông là yêu thương dân tộc của tôi, sắc tộc của tôi, người bản xứ của tôi là như vậy à? Người ngày xưa, ông Bóc Kiêm cũng đã cứu ông Sâu Do. Tất cả mọi mặt, tôi muốn nói rằng các ông sẽ biết rằng mà có bắn tôi 3 lần. Lần thứ 2 là các ông xử tôi 1 tháng rưỡi, mà lần thứ 3 vào ngày 1 tháng 11 năm 2004, tôi cũng đòi ôn hòa mà thôi. Mà các ông đối xử với tôi
xét xử tôi là án 12 năm và tạm giam tôi trước đây và đến bây giờ, quan chế 3 năm. Và tất cả mọi mặt, hỡi các ông mục sư, các ông thầy truyền đạo, các tín hữu của tôi yêu thương, đó là cái nhận xét của những bộ lạc, bộ tộc của chúng ta. Tức là ngày xưa chúng ta cũng nói về vua Zidane, mà tôi muốn kể lại rất là dài dòng, thời gian của chúng ta không được phép. Cho nên tôi lên sóng, lên kênh bây giờ để tất cả mọi mặt. Và các ông đã nói, hỡi các ông Phu-rô lưu vong là kẻ xấu. Tôi để muốn biết cái các ông Phu-rô lưu vong là như thế nào, là kẻ xấu. Còn các ông cách mạng Việt Nam là như thế nào, kẻ tốt hay là kẻ xấu. Để tôi phân tích ra cái bộ phận của Phu-rô trong tiếng Pháp là Front Anon. Đó, Lutte Libre, Régie Opprimée, tức là giải phóng thống nhất, mặt trận, đấu tranh các sắc tộc bị áp bức. Mà bây giờ các ông cùng chưa dừng tay, dừng chân của các ông. Và các ông cũng sắp đạt tất cả các nước, đại sứ quán, sinh viên Đảng Cộng sản Việt Nam để theo dõi tôi và dần của tôi. Tất cả mọi mặt. Ví dụ chẳng hạn tôi nói với Trường Sa, Hoàng Sa trong Biển Đông, mà người Trung Quốc tiếng Việt của mình, còn tiếng Anh là China, hay là người Nga, người Russia, hay là người Cuba, người Cuban, hay là tất cả mọi việc đó, các ông đã thấy rõ. Hỡi ông cụ Hồ Chí Minh, ông đã nắm suối xôi tay, mà bây giờ lời hứa xuông của ông không sự thật. Tôi muốn tin rằng, hỡi các dân tộc của tôi bản xứ, hãy nhớ rằng, hãy nhìn kỹ những gì Cộng sản nói, đừng nghe những gì Cộng sản nói, hay là nhìn kỹ những gì Cộng sản làm. Họ chỉ nói một đảng là một nẻo mà thôi. Bây giờ tôi xin phép tôi nói bằng tiếng phổ thông. Tiếng phổ thông không phải là tôi lanh lợi giỏi nhất. Tôi chỉ bắt chước những cái người Việt. Có cái thì tôi viết chữ xấu dấu sai, bài phổ thông không đúng chữ. Cho nên cái học vấn của tôi kém mà, vùng sâu vùng xa mà. Nên các con bây giờ nhà rồng, nhà cao và đại lộ, đường lộ, bệnh viện, trạm xá, trường và tất cả mọi mặt các ông đã hưởng bây giờ thì chỉ là cụ anh hùng núp của tôi đã cứu các ông, mà bây giờ các ông là ăn trao đái bát. Các ông lại tìm cách để xóa sổ ông cụ của tôi là anh hùng núp. Hỡi người bên Cung Chiro, bên Cơ Bang, bên An Khê và bên Băng Giang, Đắc Đoa và tất cả cái huyện khác trong nước và trong tỉnh. Hỡi người ở bên Chư Prong, Đức Cơ, Chư Sê, Chư Pức, Ajunpa, Yapa, Krongpa, đó là thuộc tỉnh Gia Lai, sắp đặt của Đảng Cộng sản bây giờ, ngày xưa là Pleiku. Pleiku là tiếng Bana, đó là trận chính của tôi. Cái bản xứ của tôi không bao giờ thay đổi. Núi của tôi nói là núi, tức là tiếng Bana là Kon Hợt Rôn, nhưng mà tiếng Việt là núi Hàm Rồng. Tiếng Bana là Đa Tân Noen, nhưng các ông là Hồ Tinh Nưng hay là Biên Hồ gì đó. Mà tất cả các ông đã biết những cái tiếng mẹ đẻ của tôi, mà tiếng các ông của tôi đã đặt ra những cái núi rừng của tôi thương yêu. Tức là các ông thường nói là thêm Tây Nguyên, chứ cho Tây Nguyên thêm xanh. Mà bây giờ Tây Nguyên thêm xanh cái chỗ nào? Tôi cảm thấy không bao giờ có.
đều là cái mà ô nhiễm môi trường này nọ, các rác thải mà các ông vứt ra cái đồng lúa của tôi, rừng già của tôi, mà cái mộ mã của các ông cũng chôn cái chỗ tôi, cái chỗ Sagala đó, cái huyện Đắk Đoa đó. Tôi biết tôi là người rất nguy hiểm, các ông muốn giết tôi lúc nào cũng được, nhưng tôi không bao giờ để lời của tôi chết. Nên lời của tôi là sống. Tôi luôn luôn đấu tranh cho vì công lý lẽ phải. Đó là chính bản thân của tôi. Ngày xưa ông của tôi tên là Anh Hùng Ngốc, mà bây giờ tôi là tên Hùng. Chẳng lẽ tôi bỏ rơi ông của tôi? Lời hứa của Hồ Chí Minh Xuân. Sao? Bây giờ các ông muốn nói là ông Phú Rô là kẻ xấu lưu vong, mà rất là dơ bẩn. Cái chỗ nào tôi muốn các ông để phân tích, hỡi Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn giữ lại cái điều 4, cái nhân quyền theo điều 18, cái hiến chương Liên Hiệp Quốc, tự do tư tưởng, tự do tín ngưỡng, tự do đi lại, tự do phát ngôn, tự do lập hội, và tự do đức tin, và tự do tôn giáo, vân vân và vân vân. Các ông là tiếng phổ thông, các ông là tiếng mẹ đẻ, tức là tiếng Việt. Chẳng lẽ các ông điếm sao? Các ông điếc sao? Các ông vẫn mù sao? Mà các ông vẫn đối xử của chúng tôi là như vậy. Hiện tại bây giờ, cái mà chúng tôi muốn, mà các ông muốn xóa sổ, hỡi anh em trong nước và ngoài nước, chiến trường quốc tế. Hôm nay là ngày 21, cũng sắp đến cái ngày 30 tháng 4, tức là miền Bắc nói là giải phóng miền Nam Việt Nam. Còn tương nhớ của chế độ Sài Gòn, Việt Nam Cộng Hòa, cũng là ngày quốc hận. Còn bố của tôi cũng tham gia cái lính Việt Nam Cộng Hòa, tức là quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Bố của tôi có tham gia từ năm 1954, và đến năm 1969 bố của tôi đã bị thương đuôi. Nhưng đến bây giờ Việt Nam Cộng Hòa cũng là đã bỏ rơi gia đình tôi. Đến tiếp nối cái ngày mà giải phóng miền Nam Việt Nam, miền Bắc thường nói, còn miền Nam Sài Gòn là ngày quốc hận. Cái ngày đó là cái ngày mà Tổng thống lâm thời Dương Văn Minh đầu hàng vô điều kiện. Hôm nay tôi muốn nói tiếng Việt của chúng ta để 54 dân tộc hiểu biết trong nước. Đó, tiếng Việt của mình nói là bầu ơi thương lấy bí cùng. Tuy rằng khác giống, song chung một dàn. Cũng là các ông nói lại ký con rồng cháu tiên đẻ ra 100 trứng. Còn bây giờ là 54 dân tộc trong nước, ngôn ngữ khác nhau trong nước, nên chúng ta vẫn còn dùng được cái tiếng Việt. Mà tôi cảm thấy lại 46 người bây giờ đã mất tích ở đâu? Đó là lịch sử kể lại cho con cháu, tức là cái lịch sử Âu Trĩ. Con nít 3 tuổi cũng biết cái chuyện đó. Tôi xin tạm dừng ở đây. Xin chào tất cả mọi người. Nếu thấy kênh của tôi hay và thích, còn nếu mà tôi nói cái gì, cái chỗ nào vẫn còn thiếu sót, hãy bình luận ở dưới, hay là chia sẻ, hay là đăng ký. Tôi xin chân thành cảm ơn quý vị. Ngày hôm nay tôi xin nói hết. Bye bye.